Vòng thứ vọng khu vực phía Nam đã kết thúc rồi. Các thí sinh đã nỗ lực giành được tấm vé vàng. Vòng thứ vọng tại khu vực Hà Nội sẽ tiếp tục mang đến nhiều giọng hát ấn tượng. Những tài năng nhí nào sẽ tỏa sáng và tiếp tục đồng hành cùng chương trình? Hãy cùng đón xem vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 8 tháng 5 trên kênh VTV3. Tăng trên đường phố những lúc buồn vui, vụ vơ nào đó ánh mắt hồn nhiên, vô tư dễ thương á hà. Nghe một tiếng ồ ồ nửa đêm bao giờ. Rồi, đây. Rồi, đây. Thôi, là thế, đôi son.